Tiên, để rồi tới năm 2006, đồng chí đã về nhận công tác tại nhà máy X-70 Cục Kỹ thuật Hải quân cho tới khi đồng chí lâm trọng bệnh và phải điều trị về cuộc sống. Xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh của Khánh Béo TV. Lần đầu tiên thì Khánh Béo TV xin được gửi lời chúc sức khỏe cũng như lời chào trân trọng nhất tới toàn thể quý vị và các bạn. Xin được kính chúc cho tất cả quý vị và các bạn trong ngoài nước luôn có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Tiếp tục ngày hôm nay, Khánh Béo TV xin được cập nhật đến toàn thể các quý vị và các bạn một số thông tin liên quan tới lễ tang của đồng chí Lê Văn Tuấn. Đồng chí Thượng úy Lê Văn Tuấn sinh năm 1984. Không may, đồng chí đột ngột qua đời, để lại cho gia đình, cho vợ con, cho toàn thể các anh chị em bạn bè đồng nghiệp những nỗi niềm tiếc thương vô hạn, không có gì có thể bù đắp được. Thưa quý vị, đây là chương trình lễ tang của đồng chí Lê Văn Tuấn, thì chúng tôi xin được trân trọng và kính mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, đây là lễ tang của đồng chí Thượng úy Lê Văn Tuấn. Đồng chí Thượng úy Lê Văn Tuấn sinh ngày 24 tháng 9 năm 1984 tại Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Sau một thời gian dài lâm bệnh, mặc dù đồng chí đã được gia đình, đồng đội và các y bác sĩ hết lòng chăm sóc, cứu chữa, nhưng do căn bệnh của đồng chí quá hiểm nghèo, đồng chí đã không qua khỏi chút hơi thở cuối cùng vào hồi 0:21 ngày 25 tháng 11 năm 2023, tức ngày 13 tháng 10 năm Quý Mão. Đồng chí ra đi hưởng dương 40 tuổi đời. Đồng chí Lê Văn Tuấn được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống cách mạng tại quê hương Hải Dương. Gia đình của đồng chí tích cực trong công cuộc xây dựng quê hương giàu mạnh. Gia đình của đồng chí có hai anh em trai. Ngay từ khi còn nhỏ, đồng chí đã là một người có ý thức, sống lề lếp và được giáo dục đầy đủ. Sau khi học hết tốt nghiệp trung học phổ thông vào năm 2003, với sự giác ngộ và nguyện vọng của cá nhân được cống hiến cho Tổ quốc, đồng chí đã xung phong nhập ngũ, được huấn luyện tại nữ đoàn 147 quân chủng Hải quân. Và từ đó đồng chí đã cố gắng rèn luyện và học tập thêm, để rồi tới năm 2006, đồng chí đã về nhận công tác tại nhà máy X-70 Cục Kỹ thuật Hải quân cho tới khi đồng chí lâm trọng bệnh và phải điều trị. Về cuộc sống đời tư của đồng chí Lê Văn Tuấn, đồng chí đã xây dựng gia đình và sinh hạ được 3 người con, có 2 cháu trai và 1 cháu gái. 2 cháu lớn của đồng chí hiện đang học cấp 2 và còn 1 cháu út thì vẫn còn nhỏ. Trong lúc sự nghiệp công tác của đồng chí đang ngày càng phát triển, vợ chồng hạnh phúc, các con thì đang dần khôn lớn trưởng thành, ai nhìn thấy gia đình của đồng chí cũng hạnh phúc và mừng cho đồng chí. Nhưng không thể ngờ được, đồng chí lại mắc phải một căn bệnh trọng. Mặc dù gia đình đã cố gắng để đưa đồng chí đi khắp nơi, các đồng nghiệp đồng chí cũng đã tận tình chăm sóc và giúp đỡ gia đình, nhưng vì căn bệnh quá hiểm nghèo, sức cùng lực kiệt, đồng chí đã không qua khỏi và ra đi mãi mãi. Hơn 20 năm công tác, đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao và được cấp trên, ban lãnh đạo khen thưởng, cũng như đồng đội đồng chí, mọi người đều tin tưởng và yêu quý đồng chí. Ngày hôm nay, đồng chí ra đi để lại cho gia đình một nỗi đau mà không gì có thể bù đắp được. Bố mẹ mất đi một người con hiếu thảo, vợ mất đi một người chồng thủy chung son sắc, luôn hết lòng yêu thương và chăm sóc cho vợ cho con.
các con chỉ đã phải mồ côi cha, kể từ đây không còn được có cha ở bên để rồi cùng với mẹ chỉ lối dẫn đường. Chúng tôi, những người làm chương trình giây phút này, xin được chia sẻ mất mát đau thương với gia đình của đồng chí Lê Văn Tuấn, và xin được cầu chúc cho đồng chí ra đi được thanh thản và sớm được siêu thoát. Quý vị và các bạn theo dõi được video ngày hôm nay, hãy để lại những lời bình luận và chia sẻ để cùng động viên cho gia đình của đồng chí Lê Văn Tuấn sớm vượt qua mất mát đau thương, ổn định lại cuộc sống. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin được kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những phần tiếp theo lễ tang của đồng chí thượng úy Lê Văn Tuấn.